Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay sáng nay anh em tụi em vừa về một con xe nè. Đó là con Isuzu Highlander sản xuất năm 2005 anh chị ạ. Con này đồng sơn thân vỏ nó, em nó được bằng một cái áo màu đen rất là bóng luôn. Con này bên em đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn diện trên con xe rồi. Bốn vỏ này còn được 70% nè. Mâm đúc nguyên bản theo xe nè, qua thời gian 5 tháng nó có chóc cái lớp xi ra nha anh chị. Là phong dáng của con Isuzu nè. Đó, nhìn rất là keng luôn. Cản để chân nè. Đồng sơn nè, rất là mỏng nè. Keo chỉ bốn cánh là viên nguyên hết, không mất phân nào anh chị nha. Đây là phong dáng của em ở đây. Rất là đẹp luôn ạ. Mâm đúc nè. Đó, vỏ nè. Bốn vỏ đều như nhau nha. Mâm nào qua thời gian 5 tháng nó có bị chảy là cái lớp xi nữa nha anh chị nha. Không đáng kể, gầm bề ở trong nè. Không có một xíu mụn mọt luôn. Đó. Đây là cụm đèn lớn nha. Đây anh chị ạ. À, đây là cụm đèn lớn của Isuzu nè. Đây là đèn mắt xéo nè. Đó. Đèn riêng theo xe luôn nha. Một màu đen rất là mạnh mẽ anh chị nha. Bản số 49A12169 đây nè. Đây là biểu tượng của Isuzu Highlander nè. Dòng xe thương hiệu đó anh chị. Con này máy dầu. Xe này máy 2.5 nha. Con này mức độ tiêu hao con này nó nằm tầm 7 lít. 7 lít dầu trên 100 km thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, phong dáng con Isuzu đây ạ. Đây nè. Đồng sơn thân vỏ này, để cho anh qua cho anh chị coi nè. Bốn vỏ nè. Bốn vỏ mới như nhau anh chị ạ. Bốn vỏ được 70% nè. Mâm nè, qua thời gian 5 tháng nè. Nó bị chảy lớp mâm nè. Xe này còn 65% là sơn rin anh chị nha. Có một hai chỗ sơn dầm, cản trước cản sau hai bên lường là có chỗ sơn dầm rồi nha anh chị nha. Xe có sao thì Trần Anh báo vậy, gầm bề ở trong những sóng gân nè. Không có dấu hiệu là cứng đụng luôn. Đời 2 năm. Đây là anh chị ạ. À, chỗ này có sơn dầm nè, đó sơn dầm một tí xíu thôi không đáng kể. Tại vì đời này chắc chắn là xe phải có sơn dầm rồi. 29 28 còn sơn dầm nữa mà. Mà chất xe rất là liền. Phủ 65% là chất sơn rin nha anh chị nha. Đăng kiểm tháng 3 năm 2020 nè. Không dán là xíu cho anh nổ máy nó cho chị coi nè. Trải nghiệm cùng với Trần Anh nhé. Biểu tượng của Isuzu Highlander nè. Đó, phong dáng vuông vắn lắm. Bốn cửa đi. Đẹp như nhau nè. Bốn bánh nè. Không có một xíu mục mọt anh chị thấy không? Gầm bề phía trong nè. Đó, không có một tí mục mọt nhé. Phía sau của em đây nè. Đó, phía sau của Isuzu nè. Bánh là bánh treo nha. Dòng này là bánh treo nguyên bản nè. Ốp chụp nè, Isuzu nè. Nguyên bản theo xe luôn nha anh chị nha. Isuzu Highlander. Đó là phong dáng của em đó đây nè. Cùng với Trần Anh vô phần nội thất của con xe nhé. Đây nè. Đây là phần nội thất của em xe đây. Nội thất rất là sạch sẽ. Xe này bên em cũng đã vừa dọn xong nha. Từ phần táp lô nè anh chị coi nè. Đó, phần ghế là rất là sạch sẽ. Không có dấu hiệu là mục mọt hay rách gì nha. Vô lăng nè, vô lăng bốn trống nè, máy dầu nè. Đây là phần táp lô trên xe này, không có dấu hiệu là khoan đục. Xe này không có dịch vụ taxi gì đâu anh chị ạ. À, cho nên anh chị mua về anh chị có thể yên tâm. Đây là những cái vân gai nè, những cái vân gai trên phần táp lô nè, còn nguyên zin hết, không bị mài mờ luôn nha anh chị nhá. Đó, chị xem cho Trần Anh nè, không có bị mài mờ một xíu gì luôn nhá. Nguyên một cụm nè, ốp da gỗ hết từ trên xuống dưới toàn diện rồi. Côn số nè, đó, qua thời gian 5 tháng nó có chóc cái lớp sơn nè của cái côn số Isuzu nè. Không đáng kể đâu nha anh chị nha. Đó, xin hết từ NZ luôn. Ghế nè. Ghế là được chủ nhà người ta bọc một cái lớp ghế màu đen. Đây nè. Bọc màu đen mới tinh nè. Nội thất ở trong rất là sạch sẽ luôn. Đó, phần nội thất đây. Sàn là sàn da anh chị nha. Đây nè, sàn da nè, không có một xíu mục mọt luôn. Đây nè anh chị. Đây là phần keo chỉ của con Isuzu nè. Anh chị có nó rin nè. Bốn cánh đẹp như nhau anh chị nha. Đây nè, keo chỉ nguyên bản theo xe nè, rin nè. Đó, rin từ NZ luôn chị thấy không? Bốn cánh đẹp y chang nhau luôn, tấp bi cửa nè. Những cái vân gai trên phần tấp bi nè. Không có dấu hiệu bị phai mờ luôn. Đó, chỉ có những cái vân gai nè, nguyên phần tấp bi xuống nè. Nhựa đó, những cái đinh bấm nhựa nguyên rin là không dấu hiệu là thay thế hoặc là thay đổi nhá. Học để đồ nè.
đầy đủ trên con xe này rồi, mua về là chỉ cho việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm gì hết. Con này trang bị một cái đầu CD nghe nhạc thông thường thôi nha anh chị nhé. Đó, phong dáng của em ở đây. Đây là bốn cánh cửa nè, ghế phần đây là phần ghế phía sau nè. Đó, đây là phần ghế phía sau nè. Anh chị thấy riêng nguyên không? Học thì tay nè, đầy đủ hết. Khay đựng nước nè, khay đựng nước là khay đựng nước riêng cho xe luôn nhé, không có dấu hiệu là đồ chế đâu ạ. Đó, đây là tắp bi nè, anh chị coi những cái phần tắp bi nè, học để đồ nè. Zin ơi là rin, dòng xe máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu đến cho bà con cô bác mua về tập chạy tập lái chở gia đình đi chơi, tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị nha. Dòng xe này 7 chỗ nha, keo chở trong nách nè anh chị coi nè, nguyên bản hết, không có một phân nè trong nách cửa nhá. Đó, hoàn hảo 100 thì không có hoàn hảo đâu ạ, nhưng mà Trường Anh sẽ làm cho con xe này mới được tầm 70-75% là có anh chị nha. Tại vì xe đã qua sử dụng mà, đời thì cũng 2-5 cũng sâu rồi. Con này đăng kiểm bây giờ là 6 tháng một lần nha. Đây là keo chỉ nè, keo chỉ 4 cánh anh chị coi nè, còn rin nguyên nhá, không bị mốt một tí nào, như là những cái sóng lường nè, sơn rin trong sóng lường nè, còn nguyên bản nè, không có dấu hiệu là tác động hoặc là tông ve từ phía bên ngoài vô nhá. Coi em cho Trường Anh mấy cái đinh bấm thì thôi là biết rồi nè. Đó, chất xe nó chỉ có như vậy thôi anh chị ạ. Máy móc thì nổ cực êm. Đây nè, đây là những cái phần sóng lường nè, anh chị coi những cái phần sóng lường nè, không dấu hiệu bị móp méo luôn nhá. Đó, đây là sóng lường chạy của con xe đây, không có một tí gọi là móp méo luôn, sơn rin nè, sơn rin những phần sóng lường còn nguyên bản đầu xe anh chị ạ. Đó, chất xe luôn luôn bao đẹp ạ. Nội thất đẹp, máy đẹp. Đây là tổng quan phần tắp lô trên con Isuzu Highlander nè. Đó, vô lăng nè, vô lăng 4 chấu nhá, con số ở trên từ trên xuống nè, rất liền vẹt, không dấu hiệu bị cấn đụng hoặc tông que. Bốn cánh đẹp như nhau nha, ghế chủ nhà mới bọc lại rồi. Đây nè, tắp bi nè, anh chị coi những cái phần tắp bi nè, những cái phần gai nè, không dấu hiệu bị mày mờ luôn. Con này là bốn kính bấm hết toàn diện trên con xe anh chị nha, bốn kính bấm nguyên rin hết. Đây nè, xe có sao em nói nha, chỗ này hồi trước là người ta có sơn dặm nè, tại vì chỗ này là cái bực mà người ta bước chân lên đó anh chị, thì chắc chắn rồi, đời 2-5 mà chất xe nó còn rất là sạch sẽ, rất là liền, máy nổ cực êm. Hãy cùng với Trường Anh trải nghiệm vô phần nội thất nhé, nội thất phía sau của em xe nó đây à. Đây là anh chị ạ, đó, đây là phần nội thất phía sau à. Con này dòng 7 chỗ nè, đây nè, đây là cái cặp loa rin tơ xe nè, đó, đây là anh chị coi nè, cặp loa phía sau nè, nguyên bản tơ xe từ em viết nha. Đây nè, đây là hai cặp loa nè, tay nắm nè, zin từ anh viết luôn nè. Coi cho anh những cái đinh bấm này thôi nha, không dưới được tác động thông qua đâu anh chị. Đây là phần phía da nè, da của con xe nè, đó, những cái vân gai đây ạ, chân cốp sau nè. Đây là anh chị chưa để ý dùm cho Trường Anh thôi, coi mấy cái dòng Isuzu này anh chị để ý dùm cho Trường Anh thôi, coi cho Trường Anh một hàng đinh bấm này nè. Đó, chị thấy đinh bấm không, đinh bấm điện nguyên bản ở nhà sản xuất á, không có dấu hiệu tác động vào tông ve nha, keo chỉ nè, keo chỉ phía sau nè, rin toàn tập luôn, rin từ A đến Z anh chị nha. Đó, anh chị thấy không, bản lề nè, đây là những cái ti cửa của bản lề, những cái con tán nè, chưa có dấu hiệu là khui mở luôn nha, xe này chưa có đụng chạm gì về đến phần cửa sau đi nha chị nha. Hai bên nè, đây là những cái đinh bấm nè, coi vậy cho Trường Anh thôi để biết xe nó có đẹp hay không nhá. Đó, những cái đinh bấm điện nè, đây là những cái sóng lường của xe đây nè. Đây ạ, chốt gài then cửa đây là chốt gài của cửa sau nè anh chị coi nè, không có dấu hiệu là móp méo luôn. Đó, dòng này anh chị thích chở đồ anh chị có thể gấp ghế sau lại nha, là chở đồ rất là ok luôn. Con này là trang bị hai dàn lạnh nè, dàn lạnh trước dàn lạnh sau, trần là trần da nguyên bản của xe zin từ anh viết anh chị nha. Đây là trải nghiệm với Trường Anh vô phần máy nè, xe siêu cọp siêu chất đến với tay người tiêu dùng luôn. Đó, biểu tượng của Isuzu Highlander đây, dòng xe thương hiệu anh chị nha, siêu tiết kiệm nhiên liệu, mang lại nguồn kinh phí cao cho anh chị, hiệu quả cao, mua về kinh doanh chạy dịch vụ chở gia đình đi chơi rất là ok luôn nhé. Đây ạ, máy nè,
cùng với Trường Anh vô phường máy trải nghiệm phường máy nhá. Đó, xe đề nhẹ cái là đổ máy rồi nha anh chị nha. Chỉ được lái ngồi một chỗ sau vô lăng nè. Máy là anh chị coi nè. Đó, chị thấy máy dầu không? Đó, máy dầu đẹp siêu chất luôn. Trang bị là màn hình. Đây à, để em mở phần máy lạnh thử. Máy lạnh em mở phải có rồi nè. Đó, dàn lạnh em mở cái có rồi anh chị nha. Đây nè, máy lạnh mở phải là mát rồi luôn nè. Đó, dàn lạnh nguyên bản xe thôi. Trang bị trên xe nó có một cái đồng hồ nguyên viên xe nhá. Đèn còi nè. Đó, đèn còi rất là nhạy luôn. Rất là nhẹ nha, trợ lực lái ngồi một chỗ sau vô lăng nè anh chị ạ. Máy nè. Em coi con này đi được bao nhiêu km rồi nha. Cái này nó mất cái đồng hồ người ta. Người ta đã cắt luôn cái đồng hồ đi được km rồi anh chị ạ. Em bấm không được nè. À, con này đi được 723.844 km anh chị nha. Đây nè, 723.844 km. Đó là số km thật của con xe đã đi nha. Tua máy, báo km, báo xăng, báo nhiệt đầy đủ trên con xe luôn. Con số đây ạ. Đây là con số nè. Con này mua về là chạy thôi. Đây là phần đó, phần nguyên bản theo xe đây. Từ trên cụm đồng hồ xuống nè. Anh chị có ghế là rất là sạch sẽ. Từ tấp bi cửa luôn nhé. Xin hết từ em Z trên tầng tập. Đây là phần tấp lô nè, anh chị coi nè. Đó. Mua về là sử dụng thôi. Máy lạnh thì anh đang mở luôn. Mở phải là có lạnh luôn cho anh chị nha. Đây là trải nghiệm chưa Trường Anh. Vô phần máy của con xe đây. Con này có trang bị là gương chính điện nè anh chị ạ. À. Đây nè, đây là hệ thống gương chính điện nha. Bốn cánh cửa nè, keo chỉ nè. Đây nè, bốn cánh cửa nè, keo chỉ là không mất phân nào nha. Đó, anh chị thấy keo chỉ không? Keo chỉ của bốn cánh cửa là không mất phân nào luôn nè. Zin từ em giết anh chị nha. Đây nè, đó là những cái sóng dập nguyên bản của con Isuzu Highlander nè. Đây là những sóng lường nè. Đây là chất sơn rin nè anh chị ạ. Đây là những sóng lường đây. Đây là những chất sơn rin của con xe nè. Đó, không có dấu hiệu bị tông qua luôn anh chị thấy không? Đây là trải nghiệm với Trường Anh cùng vô phần máy nhá. Đây là hai anh em làm xe chung với nhau đây. Đây là một người anh của Trường Anh cũng làm bên xe luôn nhá. Hai anh em làm kết hợp lấy con xe này về bán. Xe đẹp nhá. Đây là máy nè. Cùng máy Isuzu nè. Cùng máy Isuzu anh chị coi nè, còn mấy ken luôn. Những cái con tán nè, chưa có dấu hiệu được khui mở luôn nha anh chị nha. Đây ạ. À, đây là những cái con tán của mặt Philips mà chưa có dấu hiệu được khui mở luôn. Biểu tượng của Isuzu Highlander đây nè. Xin hết toàn tập anh chị ạ. À. Máy nè. Đó, chị thấy cùng máy chưa? Con này máy dầu nha. Xe này là đảm bảo với anh chị là không có một xíu đổ hơi nhá. Úi giờ được cứng đây. Bằng lên được kìa. Đúng quá rồi, em thử cái ống này. Đây nè. Xe nè. Đó, máy móc thì ok. Xe này nó có hơi độ hơi nhẹ một xíu mà không ảnh hưởng đến chị chưa. Đây ạ. À. Đây là máy đang hoạt động nè anh chị ạ. À. Đó, máy đang hoạt động nè, nổ rất là êm ái luôn. Đó, máy đang hoạt động đây. Cái xe nổ cực cọp nha, đây là heo dầu nè anh chị ạ. Đó. Đây ạ. Thấy chưa? Cực chất luôn. Lên ghe nào là ghe đó ngọc sớt luôn nha anh chị nha. À, nỉ cách nhiệt nguyên bản theo con Isuzu Highlander nè. Pin hết từ em giết luôn. À, những cái sóng lường nè, chỉ coi là không có dấu hiệu tác động tung qua từ bên ngoài nhá. Đây là những sóng lường đây nè, đó, những sóng lường nè. Không có dấu hiệu tác động tung qua luôn. Sóng giằng nè anh chị ạ. À.
Đó, sóng dàn nguyên bản lên xe đây. Mạc tem nguyên rin nhá. Không có một tí cứng đụng luôn chị thấy không ạ? Đây sóng lường nè. Đây nè. Những cái đinh dập nguyên bản ở dàn sốt nè. Hộp cầu chì nè. Chỉ dẫn nó đầy đủ hết. Đây à, trải nghiệm với Trường Anh trên phần nắp capo nha. Mạc tem nè anh chị à. Rin nguyên hết. Biểu tượng của Isuzu Highlander nè. Keo chỉ là bốn cánh đẹp như nhau nha, không có dấu hiệu tác động tung que luôn trên nắp capo. Nỉ cách nhiệt đây. Đó là phong dáng con xe đó. Anh chị nào thích dòng này cứ alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Máy nổ cực chất nha. Đó xe nè. Đó chiếc xe đó anh chị thấy không? Máy móc nè, chưa có dấu hiệu là khui ra, chưa có dấu hiệu là đụng chạm về máy luôn nhá. Máy đang hoạt động nó rất là êm. Em đang đóng máy lạnh luôn á. Đây là trải nghiệm với Trường Anh vô phần gầm nhé. Gầm con xe nè. Đây nè. Đây là phần gầm con xe nè. Đây là phần gầm nè. Đó, chị thấy phần gầm xe không? Gầm xe với kênh xe bay. Không một xíu một vọt luôn. Đó là gầm xe đây. Đó gầm của con Isuzu. Không một xíu một của chị nhá. Mua về là chưa sử dụng. Xin hết. Nè, xin hết toàn tập nè. Đó. Không có một xíu một vòng gì nữa. Mua là sử dụng thôi anh chị. Đó chiếc xe đó anh chị nào mua thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Một nữa Trường Anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.